cô chú coi. Trời, wow, chay có gì trên tay ta? Cho cô chú coi coi chay. Wow, đẹp quá. Cái này là ngoại mua hay là cô chú mua đây? Ngoại mua. Gỡ ra hả? Gỡ ra đi. Gỡ ra ngoài thôi. Đi ngoài mở. Ý là nó muốn mở cái màu xanh để nó đeo cái màu này nè, phải không? À, mở ra cho con nha. Mẹ ơi. Mở giùm con. Mẹ bây giờ chúng kêu ngoại. Bây giờ con nói nè, nói chữ này cho cô chú nghe nè. Nói đi luôn. Chay, chay cho nói nè, dạ mẹ. Nói đi. Nói đi con, dạ mẹ. Nói chữ đấy thương lắm. Ừ. Rồi, rồi bây giờ con nói đi, bây giờ con nói nè, dạ mẹ. Nói chầm cái xíu. Nó nói hơi lên, nếu mà nói hơi xuống như mình nói dạ mẹ ha. Con dạ mẹ. Người ta là tập nói tiếng Việt mà. Không mà cha ơi, cô chú thấy chay có một cái đôi hài. Đôi hài màu chay đi cái đôi hài nó màu gì chay đi, what color? Không phải mà chay bữa nay chay sắc cầu vồng chưa? Màu cam, màu xanh lá chuối, xong rồi về tới màu vàng. Cái đó là cô chú mua hay ngoại mua? Ngoại mua để mà đem về bán cho em đây. Trời cha ơi. Ngoại ơi. Cho con. Quá đã luôn. Rồi lấy đôi dép xuống em mang được. Rồi ngồi xuống chơi đi con. Đó, chụp chơi bữa nay là mang về hài vô nhảy lambada của chú ơi. Dép đi, mang dép vô đi con. Đi mấy ngày về. Mang đôi guốc đây kìa, mang đôi guốc đây. Mang đôi guốc là bọc nè, mang cho ông bà cô chú. Guốc là bọc gì nữa, ngoại tối nay diễn thời trang hay gì nữa. Hết đôi hài rồi giờ tới đôi bút nữa. Đôi guốc là bọc nữa. Trời ơi, coi cái tướng mang giày cao gót, nhìn cái dáng thon dễ sợ. Rồi, nãy giờ vậy đây. Dáng thon mà còn chân ghẻ nữa thật chết luôn, ai chịu nó nổi. Đào vô, đúng rồi. Rồi, đẩy tủ vô. Ô, cái đó của đàn ông, cắt vô. Cái đó của ba. Thôi à, cái đó là bén lắm nha. Đó, bậy, trời, nó biết nó cạo đầu hay gì vậy trời. Trời đất ơi. Đưa ra ngoài kẹp tóc anh cho. Đưa kẹp đây. Mang đôi guốc cười không? Trời ơi, mang đôi guốc là tướng đi nhìn khác. Mấy năm nữa mang dữ hả? Mang guốc là tướng nhìn khác hẳn luôn. Đây, mang guốc đi qua. Tôn dáng lên liền. Đó, rồi mang guốc sang trọng không? Quá sang luôn. Trời ơi trời. Chịu đời nổi mẹ không? Kẹo không? Kẹo. Con phải nói làm sao? Ghi vậy hả? Con nói dạ mẹ. Cho con kẹo. Please sao? Please. Mẹ ơi. Con ngồi xin kẹo nè cô chú, coi cái tướng ngồi xin kẹo thẩm sầu chưa? Xếp bằng lại, bữa nay biết xếp bằng rồi. Khoanh tay lại. Ai? Ai? Chuẩn bị ghẻ hả? Con nói đi. Mẹ. Con mẹ đi. Cho con. Nói sao? Con nói sao? Nói please sao? Please. Trời đất ơi. Trời ơi, con bỏ mở kìa. Tự động mở được cái hộp quà luôn. Wow. Nữa hả? Nữa. Cái này đặt vai lên nè. 3 tuổi 5 nữa mặc được đó mà. Hái gì đi. Hái gì đi. Chị đi vô xe hả? Hai cô chú đi, xin chào cô chú. Cô chú cái. Cô chú đi. Cái gì vậy? Mặc áo đẹp quá, áo đẹp không? Ai là người mua cho chay cái bộ đồ này? Mặc áo mua đồ đẹp quá nè, ai mua cho chay? Cái gì tự nhiên cái gì vậy trời? Du duyên à. Mẹ muốn quay cái đó thôi cho du duyên quá à. Quả áo xuống.
báo xuống. Đúng rồi, mình phải mặc đàng hoàng thôi. Cô hạ cô chú đi. Đi phải không? Nói mami. Đi đi. Không mami mẹ. Thank you much. Chắc rồi chị nói chứ. Không biết. Ôi mẹ cái, ôi mẹ thấy thật lòng á. Ôi không có thật lòng luôn. Ờ mang dép vô đi chơi nha. Đi dạ cô chú cái đi. Cô nói nè, dạ mẹ. Con nói nè. Nè nè, vô đây chơi trống trống nói cho cô chú nghe nè. Dạ mẹ. Nói đi con. Nói đi dạ mẹ. Xa mãi tận cuối trời. Dép nè. Lấp lánh từng giọt sương rơi. Rồi mang dép vô. Cái đó gì sát. Người để sát bên đó đi. Con mang dép vô đi. Rồi mang vô bỏ xuống. Đó giữ chưa. Mặc chơi áo bà ba mà màu vàng mà chơi dép màu đỏ luôn cô chú thấy giữ chưa. Trời ơi nhìn giống bà tám mà chuẩn bị đi. Tao nói thì cầm đôi dép đi nhiều chuyện đó. Mang dép vô đó đi nhiều chuyện. Nhìn giống y như cái video của Việt Hương. Nhưng mà ngày xưa nhìn y như cái video hài của Việt Hương mà mẹ với Úc coi vậy chơi. Coi cười. Cái không biết cô chú coi hài đó chưa. Hài tên là Sàm Xí. Cô chú chưa coi vô coi cái hài đó. Rồi đó coi hai chị em coi cười gần chết giữa khuya. Người yêu hãy em gọi anh cho. Ờ giật lấy cho mẹ đó. Đó thấy chưa, thấy con gái chưa. Bỏ xuống cho mẹ, để lên. Đúng rồi, bỏ xuống đi mẹ mang, bỏ xuống mẹ mang. Thấy chưa, cô chú thấy chưa, có con để làm gì, để được nhờ như vậy đó. Thấy chưa. Mẹ cảm ơn chay nha. Đó, thấy chưa. Đó. Mẹ. À, dép nó của mẹ, đúng rồi, dép nó của mẹ đó, đúng rồi. Lấy cho mẹ đi. Mẹ lại ghế mẹ ngồi nha, con lấy cho mẹ nha, đây. Trời ơi, xúc dục lại luôn. Đây, mẹ lại ghế ngồi nè, con lấy ghế lại đem lại cho mẹ. Bỏ xuống. Chân nào. Chân này, đâu phải, sai rồi, chân này. Thấy chưa, cô chú thấy chưa, bởi vậy, đáng đồng tiền bắt gạt. Lấy thêm chiếc nữa, lại lên. Chiếc nữa. Bởi vậy, tôi nói thì nuôi con rồi để làm gì đó cô chú, bỏ xuống. Thank you much. Đi, giờ nắm tay đi. Mà, ngoại, nó mới lấy dép cho con ngoại. Nói dép cho con mẹ, để mẹ đi đâu? Đi đâu? Dẫn mày đi chơi. Đi chơi. À, khoái đôi dép Mickey Mouse này nè. Mà cái dép này hơi bự chút. Khoái, chứ dép này mua ở đâu ta? Đây. Đi ra. Đây nè, mang dép vô con, mang dép vô. Nắm tay mẹ mang dép vô. Thôi ngồi xuống đây, ngồi xuống mang cho dễ. Nhưng ngồi xuống mang vô cho dễ. Đúng rồi. Đúng luôn. Đúng mặt bộ đồ y chị Khương luôn. Leo lên mẹ cổng không? Cổng ha. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi. Cổng con. Anh ơi, chị ơi. Ngồi lên mẹ cổng. Xa mãi tận cuối trời. Đi nha. Đây. Lấp lánh từng giọt. Đi đâu? Giọt nắng chiều buông bên nhà. Em nhớ anh ơi. Em vẫn đợi anh. Giờ bắt đầu bằng đi chơi, có được không? Giờ chỏ. Em vẫn đợi. Ủa, đứt dép hả? Đứt dép hả gì? Ráng đi. Vậy? À, đứt dép. Chimmy khổ dữ đó chay hả? Chimmy khổ dữ đó mày. Nào, không cho quay phim. Quay phim mày. No, đi ra. Đi ra đường. Thôi kệ đó, kiếp rồi coi. Con siêu xe này chơi nè. Đó, ngồi lên. Đó, siêu xe đó. Cái đó cái thứ đó con bỏ xuống đi. Hả? Chạy đi mày đẩy. Đây là như bây giờ biết bên đây có siêu xe này qua lại mượn nè cô chú nè. Đó.
chó, kệ chó đi con. Dễ chân lên, dễ chân lên. Dễ chân lên, đúng rồi. Ủa này, dép đâu mang vô này? Dép đâu? Con đẩy em đi đi, con đẩy em đi. Để anh hai đẩy con đi con. Làm sao nó? Anh hai đẩy con mẹ mới quay phim cho cô chú coi được chứ mấy là chịu thua rồi đó. Bậy, quá bậy. Anh hai đẩy nó không chịu. Mami làm sao? Mami đẩy con nghe. Rồi. Hai, để mami đẩy. Mami đẩy cô chú không có thấy cái mặt của con biết không? Ê, mami đang đẩy đây. Rồi, anh hai đẩy đi, anh hai đẩy đi, anh hai.